cái gì vậy? Có cái này hồi đó vô rồi. Dễ thôi rồi. Mãi quá con ơi. Mới chạy nè. Đó đi ông nội, mặt mà tròn bự người thành ra là thấy không? Trời mũi cao quá Tùng ơi. Nửa đi. Nửa đi. Đủ má đừng có chỗ mũi vô. Ai mũi tao không chỗ. Mũi anh tao mà. Mũi mũi anh đi. Ê, đồ giá tao rất ghê rồi. Quý ơi, Quý. Quý chụp cho tao cái nhẹ Quý. Quý. Sớm, chụp cho tôi, chụp cho tôi với nhẹ sớm. Mà bà Quý. Quý. Như có thằng ngoài trường mình vô phải không mày? Thằng nào đâu? Hả? Thằng nào? Thằng nào ở đâu có là thành viên của ABU nữa đâu. Thằng nào ai biết? Đi. À, thằng này biết rồi. Xin anh cho ý kiến. Tôi quá xấu, đừng quay tôi. Tự tưởng thôi. Thôi để tao quay. Mỗi ngày là kéo đâu. Nhảy dây bóp lên à. Rồi tao ngủ không? Ủa quay dọc gì được không? Rồi nó dọc nó được không? Để đi cho mới tục chứ. Thôi là tao không quay được chúng cái cảnh đó. Thôi rồi. Ủa sao bạn làm cái mắt đen được vậy? Tôi to nhớ. Tôi to không được. Quay sao cho nó đi nhường như cái mặt nạ coi chi mà lắm vậy đốt hàng kho rồi mượn mày lấy ra lúc đầu đổ mồ hôi nó quay đăng lên Facebook kia tất bạn Má vừa.
sơn. Em rất là chuẩn á Sơn à. Yeah.